Chào mừng quý thân nhân và quý đồng nghiệp đã trở lại với chương trình 60 phút cùng bác sĩ Nhi Đồng. Đây là nơi mà quý thân nhân sẽ được chia sẻ những kinh nghiệm cũng như cập nhật những kiến thức về tình trạng bệnh lý của con em mình dưới góc nhìn khoa học từ phía chuyên gia của chúng tôi. Thưa quý vị, u mạch máu là khối u lành tính thường gặp nhất ở trẻ em và chiếm khoảng 5% ở trẻ sơ sinh. Hiện nay, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiếp nhận và khám và điều trị hơn 1.000 trường hợp trong một tháng. Bệnh viện đã áp dụng các phương pháp điều trị bắt kịp với phác đồ của thế giới. Và với chủ đề ngày hôm nay, u mạch máu ở trẻ em, chúng tôi có mời đến đây một vị chuyên gia hết sức giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Diệp Quế Trinh, trưởng khoa phòng tạo hình Bệnh viện Nhi Đồng 1. Và tôi, bác sĩ Lê Thanh Hà đến từ khoa hồi sức ngoại sẽ cùng đồng hành cùng với quý vị trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Hãy hy vọng là với sau buổi trò chuyện này, quý vị sẽ có được những kiến thức nhất định về tình trạng bệnh lý này. Và đừng quên chia sẻ những thông tin bổ ích này đến gia đình, người thân và bạn bè của quý vị thông qua cách là copy đường dẫn của chương trình lên chia sẻ công khai trên trang cá nhân. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung chính của chương trình. Thưa bác sĩ Trinh, các quý phụ huynh đã nghe rất nhiều về cái thuật ngữ u máu rồi. Thì vậy xin bác sĩ Trinh định nghĩa lại một lần nữa cho quý phụ huynh và quý thân nhân biết là u máu là gì ạ? Xin chào bác sĩ Hà, xin chào quý vị phụ huynh. Thì u mạch máu ở trẻ em là một cái loại u lành tính thường gặp nhất ở trẻ em. Đây là do sự tăng sinh của các tế bào nội mô mạch máu. Như các phụ huynh nhìn trên cái màn hình là tôi đã minh họa được cái dạng u rất là gần về cái hình ảnh. Và vậy thì vị trí thường gặp của u máu ở trên hình ảnh và lứa tuổi thường gặp thì như thế nào? Xin bác sĩ Trinh nói kỹ hơn ạ. U máu ở trẻ em thì có thể xuất hiện ở mọi nơi ở trên cơ thể. Tuy nhiên là 60% thì gặp ở vùng đầu mặt cổ. U có thể gặp ở trọi tạng hoặc là ở bộ phận sinh dục. Và lứa tuổi thường gặp của u máu là thường gặp ở cái lứa tuổi nào thưa bác sĩ? U máu thường xuất hiện vài ngày đến vài tuần sau sinh. Đặc biệt chú ý u máu ở trẻ em thường rất ít khi xuất hiện ngay thời điểm sinh. Hoặc là có thể chỉ là một chấm như là đầu kim mà các quý vị phụ huynh rất ít khi mà mình phát hiện được là đây là một cái dạng u máu. Và sau đó thì u sẽ lớn lên vào những cái tháng đầu của trẻ. Vậy thì các phụ huynh cũng băn khoăn là vậy thì các cái dấu hiệu nào sớm mà giúp phụ huynh phát hiện được tình trạng bệnh lý này ạ? Thì các dấu hiệu biểu hiện ở trên u máu là những cái khối nhỏ hoặc là những cái chấm hoặc là những cái sẩn màu đỏ có thể là nổi trên bề mặt da hoặc là có thể vừa trên bề mặt da và vừa ở dưới da, cũng có dạng là dạng sâu, là dạng nằm chìm dưới da, chỉ biểu hiện trên bề mặt da với những cái bề mặt màu xanh. Đó là những cái mạch máu tăng sinh của u máu. Thì u máu có với biểu hiện dưới ba dạng là dạng nông, dạng sâu và dạng hỗn hợp, và tùy theo dạng của u máu mà mình có những cái điều trị hoặc là có hướng can thiệp khác nhau. Có một số phụ huynh đặt câu hỏi cho chương trình là ngay sau khi sinh thì gia đình có phát hiện được có những vết bớt đỏ hoặc khối đỏ nổi gồ trên da, thì phụ huynh rất là băn khoăn không biết là diễn tiến tự nhiên của u máu sẽ như thế nào bác sĩ? Diễn tiến tự nhiên của u mạch máu ở trẻ em thì u mạch máu ở trẻ em diễn tiến xuất hiện vài ngày đến vài tuần sau sinh. Như nãy bác Trinh đã nói là cái thời điểm xuất hiện. Tuy nhiên cái thời điểm, cái diễn tiến của u máu sẽ phân ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đặc biệt chú ý là giai đoạn phát triển của u. Phát triển trong vòng, nhanh nhất trong vòng 4 tháng đầu tiên. Mà 80% cái thể tích của u sẽ đạt ở cái mức 4 tháng và u còn tiếp tục phát triển cho đến tối đa tới 9 tháng tuổi. Và tới 9 tháng tuổi thì bước qua giai đoạn gọi là giai đoạn bình nguyên hay là giai đoạn tương đối ổn định trong một thời gian ngắn khoảng 3 tháng. Sau đó thì ở giai đoạn 12 tháng tuổi, từ cái giai đoạn 12 tháng tuổi thì u bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn thoái triển.
và u sẽ thoái triển 80% cái kích thước của bú ở cái tuổi 4 tuổi và còn tiếp tục thoái triển nữa cho đến 10 tuổi. Cảm ơn bác sĩ Trinh vì cái thông tin rất là bổ ích vừa rồi. Có một phụ huynh có gửi đến cho Hà một cái câu hỏi. Phụ huynh rất là băn khoăn. Hiện tại em đang mang thai và trước đây tiền sử em có bị u máu. Thì cho em hỏi là con liệu con của em có bị u máu hay không? Vậy thì Hà cũng xin hỏi bác sĩ Trinh thêm là nguyên nhân của bệnh u máu là gì? Có phải do trong lúc dùng thuốc hay dùng thức ăn trong thời gian mang thai hay không? Và bệnh lý này có di truyền hay không ạ? Cho đến hiện tại thì nguyên nhân của u máu vẫn chưa được phát hiện rõ ràng. Tuy nhiên là về vấn đề di truyền cũng chưa được xác định. U sẽ không liên quan đến vấn đề ăn uống, môi trường hay vệ sinh. Vậy là chị Thảo Lê có thể là yên tâm về cái tình trạng của mình rồi ạ. Và xin hỏi thêm bác sĩ Trinh là mình cần phân biệt với các loại u khác với u máu thì như thế nào ạ? Đối với u máu thì chúng ta phân biệt với các loại u khác và gần nhất là phân biệt với một cái u máu bẩm sinh. Đã nói là u máu bẩm sinh là cái u máu hình thành từ lúc bào thai. Còn mình hiện chủ đề của ngày hôm nay là chủ đề thường gặp nhất ở trẻ em là một cái u máu thể trẻ nhỏ. Thì mình phân biệt đầu tiên đối với một cái u máu bẩm sinh thì u máu bẩm sinh là cái u máu mà sinh ra đã có một cái khối u mà đã phát triển ở kích thước gần như là tối đa. Thì u máu bẩm sinh có thể chia ra làm hai dạng nữa, là một dạng là thoái triển rất nhanh và một dạng là không thoái triển. Thì đây là cái sự xuất hiện của u cũng để phân biệt được với lại cái u máu thể trẻ nhỏ. Ngoài ra chúng ta còn có thể phân biệt với u bạch huyết đối với phân biệt với u máu dạng sâu, dạng chìm dưới da mà chúng ta không nhìn thấy cái vết đỏ ở trên bề mặt da bằng hình ảnh siêu âm. Và có thể ngoài ra thì một cái chẩn đoán phân biệt nữa hay là một cái phân biệt với một cái u nữa là một cái dị dạng mạch, tĩnh mạch thì cũng dựa vào phân biệt qua hình ảnh siêu âm. Khi nghe đến thuật ngữ u thì phụ huynh thường rất là lo lắng liệu đây có phải là những cái khối u này có ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe hay tính mạng của con em mình hay không. Thì đây là cũng là những cái câu hỏi băn khoăn của chương trình, tổ chương trình cũng như là quý phụ huynh đến bác sĩ Trinh. Vậy thì u máu có ảnh hưởng đến sức khỏe hay là gây nguy hiểm đến tính mạng của các bé hay không ạ? Đa số các u máu là một loại u lành tính mà 80% là tự thoái triển. Trong đó có 20% là các u có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên thì đa số các u máu là chiếm đa số là ở vùng đầu mặt cổ. Như ta nhìn thấy trên hình ảnh, đây là những cái trường hợp u máu với một cái biểu hiện rất là rộng cả khuôn mặt hoặc là những cái vùng đầu mặt, vùng góc hàm rất là lớn. Thì đây là những cái trường hợp nếu mà không có can thiệp điều trị thì sẽ để lại rất là di chứng rất là nặng nề ở cái giai đoạn thoái triển của u. Và đây một cái u có thể làm nguy hiểm cho trẻ là đối với những cái u có thể gây loét chảy máu, những cái u ở vùng nếp gấp như vùng cổ thì dễ chảy máu, nhiễm trùng và thậm chí có thể gây nhiễm trùng toàn thân. Và một cái dạng u nữa là đối với những cái u mà mình phát hiện muộn, điều trị trễ thì sau cái giai đoạn mà điều trị thì có thể để lại những cái sẹo xấu, sẹo giãn da. Ngoài ra thì những cái u mà trong có thể gây nguy hiểm đến tính mạng đó là những cái u ở đường thở, gây chèn ép đường thở phải kể đến là đầu tiên. Và những cái trường hợp này cần phải được xử lý ở cơ sở y tế. Những cái u máu mà ở cái vùng mắt có thể ảnh hưởng tới tầm nhìn và thị lực như cái trên hình là mình minh họa những cái u làm che khuất tầm nhìn, những cái u ở vùng hốc mắt có thể đẩy lồi cái mắt của bé. Và tiếp theo nữa là trên lâm sàng thì mình chỉ thấy được những cái dạng u rất là nhỏ ở trên cơ thể và rất là nhiều u. Tuy nhiên
bên cạnh đó nó có thể đi kèm với một cái u ở vùng nội tạng, đặc biệt là u máu ở vùng gan. Cho nên những cái trường hợp này các phụ huynh cần phải lưu ý và đưa trẻ đến khám sớm. Dạ, rồi, cảm và ơn. Còn một trường hợp mà cũng cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ, đó là một cái u phát triển nhanh kèm theo một cái tình trạng rối loạn đông máu, thì biểu hiện của cái u rất là to, rất là nhanh, kèm theo những cái dấu xuất huyết ở dưới da. Thì trường hợp này phụ huynh cũng cần đưa trẻ đến gặp bác sĩ để được tư vấn và cho hướng điều trị tốt nhất. Vừa rồi thì bác sĩ Trinh vừa liệt kê cho chúng ta rất là nhiều những vị trí cũng như tình trạng u máu khác nhau. Vậy thì Hà xin hỏi bác sĩ Trinh, các trường hợp nào thì mình cần điều trị ạ? Về chỉ định hay là nguyên tắc điều trị của một cái u máu ở trẻ em thì mình tùy thuộc vào vị trí của u, tùy thuộc vào kích thước của u, và phụ huynh đưa trẻ đến ở giai đoạn u là giai đoạn phát triển hay là giai đoạn bình nguyên hay là giai đoạn thoái triển, và bác sĩ sẽ dự đoán được cái khả năng u đó có thể gây ra tạo sẹo hay không để mà mình có cái chỉ định điều trị. Ngoài ra cái chỉ định tuyệt đối là những cái u máu đã gây biến chứng, thì đây là cái chỉ định u máu bắt buộc đối với trẻ. Những cái chỉ định tuyệt đối ở của u máu là những cái u gây nguy hiểm tử vong, có thể đe dọa tử vong, như là dây chèn ép đường thở, những cái trường hợp u mà ảnh hưởng đến chức năng như là mình che tầm nhìn, hoặc là những cái u máu ở vùng miệng sẽ làm cản trở nuốt, cản trở ăn uống, hoặc là những u máu đã có những cái biến chứng loét chảy máu cũng cần điều trị. Những cái u máu có khả năng làm biến dạng cả vùng mặt, như là các phụ huynh vừa nhìn thấy những cái u máu cả cái khuôn mặt, thì đây là những cái u máu mà có thể gây biến dạng mà sau này sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý của trẻ. Ngoài ra thì một số cái trường hợp u máu mà có liên quan đến những bất thường nặng như là bất thường về tật tim, thì những trường hợp này khi mà phụ huynh đưa trẻ đến khám thì bác sĩ sẽ xem xét và sẽ khám để phát hiện những cái bất thường có liên quan đến. Dạ. Có một số phụ huynh có đặt câu hỏi đến từ chương trình là vậy thì với những cái u máu ở vị trí vùng mặt mà phụ huynh quan tâm đến cái thẩm mỹ của em bé sau này thì có thể điều trị sớm được hay không ạ? Về vấn đề điều trị thì điều trị tốt nhất và mang cái kết quả điều trị hiệu quả nhất đó là điều trị ở giai đoạn phát triển, đó là giai đoạn 4 tháng đầu. Bởi vì cơ chế điều trị là mình để ngăn chặn cái sự phát triển của mạch máu. Cho nên khi mà phụ huynh đưa trẻ có bị u máu đến ở giai đoạn này là giai đoạn mà điều trị tốt nhất, đặc biệt là 3 tháng đầu của tuổi. Vậy là chúng ta cần can thiệp tốt nhất vào cái thời điểm u máu phát triển là 3 tháng đầu đời, phải không ạ? Vậy thì những cái phương pháp điều trị hiện nay được áp dụng ở trên thế giới là như thế nào ạ? Hiện nay thì Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng đã áp dụng tất cả những cái phương pháp mà hiện đại nhất, cập nhật theo cái hướng dẫn điều trị của thế giới. Về điều trị từ đơn giản nhất trước là đối với những cái u đơn giản như là cái u nông ở trên bề mặt da thì mình có thể dùng thuốc thoa để ngăn chặn cái sự phát triển của u. Và đối với những cái u sâu hơn, phát triển nhanh hơn, hoặc là ở những cái vùng đặc biệt thì mình sẽ can thiệp bằng thuốc uống, bởi vì cái thuốc thoa nó không đủ để hấp thu vào ở bên dưới của bề mặt da. Thì trường hợp này thì mình sẽ dùng thuốc uống để ngăn chặn cái sự phát triển, cái sự tăng sinh của các tế bào nội mô. Chúng ta có phương pháp điều trị nữa là tiêm sơ, thì những cái u đã phát triển nhiều, lớn thì mình tiêm sơ thuốc để làm sơ hóa cái mạch máu, làm cho u thoái triển. Hiện nay thì bệnh viện đã áp dụng và cũng đã áp dụng đã hơn 10 năm cái phương pháp điều trị laser. Laser là cái phương pháp điều trị hiện đại và để điều trị những cái mạch máu, triệt những cái mạch máu ở trên bề mặt da, mang lại cái hiệu quả thẩm mỹ cao và hầu như là không có biến chứng.
Và càng một phương pháp điều trị nữa là điều trị phẫu thuật. Điều trị phẫu thuật chỉ định đối với những trường hợp là u đã ở giai đoạn thoái triển, ở giai đoạn là sẹo hóa, mình mổ để tạo hình thẩm mỹ lại. Dạ vậy thì xin bác sĩ Trinh chia sẻ những cái hiệu quả của những phương pháp điều trị vừa rồi ở trên u máu được không ạ? Thì trên màn hình đây là một cái trường hợp mà điều trị thành công đối với một cái trường hợp mình điều trị bằng dùng thuốc. Đây là một cái trường hợp mà u ở vùng hốc mắt, thì những u này ở vùng sâu không thể điều trị bằng laser hay là thoa thuốc, thì mình điều trị bằng thuốc uống, thuốc có tác dụng toàn thân, thì hiệu quả mang lại cho ta thấy trên hình ảnh. Đây là một cái bé nhìn cặp mắt rất là thiên thần sau khi điều trị. Và bệnh viện đã áp dụng phương pháp, ngoài những cái phương pháp như là dùng thuốc uống thì còn áp dụng phương pháp hoặc là phối hợp phương pháp điều trị laser để mang lại cái hiệu quả thẩm mỹ như chưa trong cái trường hợp trên màn hình. Một trẻ đến với chúng ta là ở khoảng 2 tháng tuổi với một cái u máu ở vùng mặt. Và chúng tôi đã áp dụng cái phương pháp điều trị bằng thuốc cộng với điều trị laser thì đã mang lại cái hiệu quả điều trị rất là được hài lòng. Và đây là cái trường hợp, cũng một cái trường hợp mà u rất là to, làm che cái phần vùng mắt, làm cho cản trở cái phần tầm nhìn, thì bé này cũng được các bác sĩ điều trị bằng thuốc uống và phối hợp với phương liệu pháp điều trị laser thì mang lại có một hiệu quả điều trị rất là ngoạn mục. Và đây là một cái trường hợp cũng tương tự với một cái điều trị tích cực, với một cái thời điểm mà các phụ huynh đưa trẻ đến sớm thì cái mang lại một cái điều trị thành công cho một cái trẻ ở vùng mặt, vùng hàm và vùng ngực cũng như là vùng vai, mang lại một cái hiệu quả thật sự là ngoài sự mong muốn của bác sĩ. Và như bác sĩ Trinh vừa chia sẻ thì u máu là bệnh có thể điều trị được và điều trị đem lại kết quả rất là ngoạn mục. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là thời gian điều trị sẽ là bao lâu? Và việc bỏ tái khám hay ngưng thuốc có ảnh hưởng gì đến kết quả điều trị hay không? Và bác sĩ Trinh có khuyến cáo gì với quý phụ huynh trong thời gian điều trị không ạ? Việc điều trị tối thiểu đối với u máu trẻ nhỏ mà có chỉ định điều trị thì thường là điều trị qua cái thời điểm phát triển của u, tức là qua cái thời điểm 9 tháng và tốt nhất là bắt đầu cái thời điểm thoái triển của u, cũng tức là ở thời điểm sau 12 tháng tuổi. Thì đối với việc ngưng thuốc thì nên được khám, trẻ nên được khám và có chỉ định theo chỉ định của bác sĩ về thời điểm ngưng thuốc cũng như là cách thức ngưng thuốc. Chúng ta không có ngưng thuốc ngay khi mà kết thúc liệu trình mà chúng ta phải giảm liều, cũng giống như là thời gian để không có tránh cái sự tái phát của u. Khi mà cái đối với một số loại u máu có cái thời gian phát triển nó kéo dài. Dạ. Vâng, như vậy thì có rất là nhiều loại u máu cũng như là chúng ta cần phải quan tâm phải không quý vị? Vậy xin bác sĩ cho biết thêm là những trường hợp khối u máu nào mà nguy hiểm mà phụ huynh cần phải tầm soát các rối loạn khác đi kèm? Một số cái trường hợp mà u máu phụ huynh không phát hiện được đối với những cái dạng u máu nguy hiểm, đó là những cái u máu mà ở phía trên Bé Trinh cũng có nhắc trước đó, là những cái u máu nhỏ, rất là nhỏ, nhiều cái u máu nhỏ ở trên da, hầu như là khắp ở cơ thể, thì không phải biểu hiện rất là đơn giản như vậy. Thường là có kèm theo một cái u máu nội tạng, mà đặc biệt là u máu gan, thì những cái trường hợp mà u máu ở gan có kèm theo những cái rối loạn về chuyển hóa cũng giống như là tình trạng suy giáp đi kèm, cho nên đây là những cái trường hợp mà phụ huynh cần phải đưa trẻ đến sớm để bác sĩ có những xét nghiệm tầm soát, phát hiện những cái u nặng đi kèm.
Ngoài ra thì một trường hợp nữa là đối với những cái u mà phát triển nhanh, hồi nãy bác Trinh cũng đã có trình bày ở bên trên, thì đây là một cái dạng u có kèm theo những cái rối loạn đông máu, kèm những cái xuất huyết dưới da. Đây là một cái tình trạng cần phải điều trị ở bệnh viện. Và những cái u mà có thể gây nguy hiểm như bệnh nhân đến với mình với một cái tình trạng khò khè, tái đi tái lại mà không có cái triệu chứng thực thể, không có cái hình ảnh của cái tổn thương phổi như là viêm phổi, viêm phế quản mà khò khè cứ tái đi tái lại, thì đây mình cũng nên đến với bác sĩ để được tầm soát những cái u ở vùng đường thở. Cảm ơn bác sĩ. Có một câu hỏi từ phía quý vị khán giả. Có một số phương pháp truyền miệng, ví dụ như là đắp lá không rõ nguồn gốc, mà Hà còn biết đến một phương pháp điều trị trước đây mình có sử dụng để điều trị u máu, đó là dán phosphor 32. Như vậy thì ý kiến của bác sĩ Trinh như thế nào về vấn đề này trong cái điều trị hiện tại? Về cái dán phosphor 32, đây là một cái phương pháp điều trị rất là lạc hậu và dễ gây mất những cái sắc tố da, dễ gây ung thư hóa. Thì khi hậu quả của cái phương pháp này sẽ rất là khó để có thể phục hồi sau khi mà những cái dư chứng mà của điều trị. Thì đây là cái phương pháp mà phụ huynh cần tránh, vì đây là cái phương pháp đã không còn được áp dụng. Và đối với u máu thì phụ huynh thường đắp lá đối với những cái trường hợp có u máu ở loét, bị loét, thì đây là cái trường hợp mình nên tránh, bởi vì những cái lá đó nó có thể gây nhiễm trùng tại chỗ, có thể nhiễm trùng, gây nhiễm trùng toàn thân, thì đây là một cái hành động mà mình rất là nguy hiểm, cho nên phụ huynh cần tránh. Ngoài ra thì một số cơ sở mình dùng những cái thuốc mà có corticoid với cái hàm lượng cao, cũng giống như là cái thế hệ mà không được điều trị lâu dài, không được thoa lâu dài trên bề mặt da, bởi vì có thể dẫn đến hiện tượng teo da, làm mất sắc tố da. Và đây là cũng là cái phương pháp cần nên tránh. Ngoài ra thì phụ huynh cần phải đưa trẻ đến can thiệp sớm. Đây là một cái quan niệm, bởi vì một số phụ huynh mình quan niệm là cái này là một cái dấu ấn của mụ bà ban cho nên đó mình cũng sẽ, đó là một cái quan niệm mà mình sẽ đưa trẻ đến trễ, thì đây cũng mất qua cái thời gian vàng, như nãy với chính nói là thời gian vàng là thời gian 3 tháng đầu của đầu đời, là cái thời gian mà mang lại kết quả điều trị tốt nhất, hiệu quả nhất và như ý nhất. Rất cảm ơn bác sĩ Trinh về sự chia sẻ vừa rồi. Như vậy thì phụ huynh trong quá trình điều trị mình sẽ cần theo dõi và tái khám cho trẻ bị u máu như thế nào ạ? Khi mà mình phát hiện và nghĩ con có một cái bất thường ở da với cái màu đỏ như là dâu tây á, thì các phụ huynh phải nên đưa đến gặp bác sĩ chuyên khoa để bác sĩ có những cái tư vấn về cái hướng điều trị. Mặc dù đây là một cái bướu máu có thể tự thoái triển, tuy nhiên cũng được nên là lần đầu tiên nên được tư vấn về cách theo dõi cũng như là cái sự phát triển của u, để có cái mình can thiệp vào cái thời điểm tốt nhất và mang lại cái mong muốn về hiệu quả nhiều nhất. Thì tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 thì hiện tại cái lịch tái khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 là do khoa phỏng tạo hình phụ trách với các ngày trong tuần từ thứ 2 cho đến thứ 6 hàng tuần. Trước khi kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay thì xin nhờ bác sĩ Trinh tóm lược lại những nội dung mà quý phụ huynh cần nhớ về tình trạng bệnh lý cũng như là quá trình điều trị và cái cách thức phòng tránh và những cái phương pháp cần phải tránh như thế nào được không ạ? Để kết thúc cái buổi trò chuyện hôm nay thì bác Trinh cũng có một vài cái ý tóm tắt lại để phụ huynh hiểu về cái chủ đề hôm nay. Thứ nhất là chúng ta phải đưa trẻ đến khám sớm để được các bác sĩ phát hiện và đưa ra những cái phác đồ điều trị tốt nhất. Và thứ hai là cần phải tuân thủ điều trị, bởi vì đây là cái liệu trình điều trị kéo dài và lặp đi lặp lại để mang lại cái hiệu quả điều trị tốt nhất.
Và thứ ba là mình không tự ý sử dụng những cái phương pháp điều trị mà không được công nhận, cũng giống như là những cái phương pháp mà đắp thuốc hay là những cái phương pháp dân gian, để tránh những cái tác dụng mang lại cái hậu quả nặng nề mà không mong muốn. Chúng tôi hy vọng sau buổi trò chuyện vừa rồi, quý vị sẽ nắm được những thông tin về tình trạng u máu của con em mình để khám và điều trị tại khám đúng hẹn và hợp kịp thời nhất. Xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Diệp Quế Trinh, trưởng khoa phòng tạo hình Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã đến đồng hành và chia sẻ những thông tin bổ ích vừa rồi. Và xin quý vị đừng quên chia sẻ những thông tin vừa rồi đến người thân, gia đình và bạn bè của mình thông qua việc copy đường dẫn lên trang cá nhân ở chế độ công khai. Nếu như quý vị nào chưa kịp xem chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể xem lại trên kênh YouTube của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Chúng tôi sẵn lòng ghi nhận những câu hỏi, những phản hồi từ phía quý vị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những số lần sau.